Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2024 và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2024. Sáng ngày 15 tháng 8, Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh quyện tổ chức lễ khai mạc các hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Quyền, nhấn mạnh Hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 nhằm mục đích phát huy truyền thống yêu nước, rèn luyện sức khỏe để phục vụ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thúc đẩy phát triển phong trào thể dục thể thao trên địa bàn quyền. Đây còn là dịp để huấn luyện viên, vận động viên gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị. Các hoạt động thể dục thể thao kỷ niệm 79 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2 tháng 9 lần này thu hút 140 vận động viên là công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân đến từ 14 đơn vị xã thị trấn tham gia thi đấu với các môn bóng truyền nam, cờ tướng, điền kinh và diệt giả. Thời gian diễn ra các môn thi đấu từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến ngày 26 tháng 8 năm 2024. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cũng đã tặng cờ lưu niệm cho các đội và tổ trọng tài. Ngay sau lễ khai mạc, các đội tranh tài sôi nổi, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho ngày kỷ niệm sắp tới.